còn bự, cá bự hy vọng là câu được con gì đó bự lắm mà nó kéo re 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 re, đừng làm mất cho tôi đó. Bây giờ anh đang action sao không biết con gì mà chắc có 7-8 kg quá hả, 7 kg thôi hả, 7,5 kg hả? Ok, còn đang hy vọng là con cá này 7,5 kg. Trời, thật ra rất là đẹp lúc này, nó động 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 này, nó sáng rất là đẹp, rất là lý tưởng này. Bên kia có mấy anh chị à, nó đậu trên cái cây mà gầm mì sát ha, tức là mình hy vọng là câu được cá mập nhưng mà đừng có vô con băng chuột sát. Con băng chuột sát nó có phai không Phụng? Có phai hả? Hy vọng không phải là ban trồn, tại vì mà con ban trồn nó ít phai lắm, nó không có giật nhiều, hay là stingray ray quá. Cái này có thể là một con cá đuối. Stingray thì nó phai, cái này nó phải mạnh lắm, ban trồn không biết con gì luôn, để coi. Hy vọng là một con gâm mì sát, nhưng mà con cá mập mà tên nó đặt là gâm mì, không biết là tại sao không. Nãy giờ quay chưa, nãy giờ là tính ra 2 phút thôi. Nhìn nó lâu vậy nhưng mà nó mới có 2 phút mà. Rồi con gì, con giò á, nữa à, mình chưa thấy. Bây giờ nhìn trắng 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 là nghi bên giò quá. Rồi nó rồi, ngửa ngửa cái bụng lên. Rồi lên lên nữa thử đi. Nó là con cá mập vàng. Mày chọn con cá mập này thì con này thì da nó rất là nhám mà nó to, ăn nó chán lắm. Thực ra phi lê ra cũng được mà mất thời gian á, làm biến giống vậy đó. Con cũng bự lắm đó, thấy không? Thôi mình cho nó lên, mình gỡ ra mình thả hả Tùng hả? Trời ơi cái cục thịt kìa. Bây giờ là mình quyết định là mình thả con này. Thôi để mình nắm cái đuôi cho, mình nắm cái đuôi rồi hả, nên nên nắm cái đuôi lên trước đây hả, cho cũng coi luôn là con cá nó vậy nè đó. Quay lại cho Tùng gỡ mình thả cái con này, làm nó ra mệt quá, nó nên lấy không Tùng? Chứ con này giờ làm lẩu cũng được, nhưng mà cái thịt nó thì nó mềm mềm mềm, cái da thì nó nhám, mình phải này. Bây giờ thôi mình thả nó xuống à, mình đứng bên này à, Tùng qua bên kia Tùng đây, mình thả nó xuống này luôn à. Đấy, bơi được không? Thả con cá xuống để cho nó quay lại thôi. Hy vọng là nó không ăn lại cái môi của mình nữa. Để mình